Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Từ Manchester United, Real Madrid đến đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo luôn có một ekip quen thuộc. Phải có những người đồng đội nâng tầm thì tài năng của CR7 mới cất cánh. Ở Juventus lúc này, Ronaldo không có một ekip như thế. Thành tích của Cristiano Ronaldo trong mùa giải thứ hai cùng Juventus cũng không hề tệ. Ở Serie A, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang là chân sút số 1 của Bà Đầm Già với 14 bàn thắng. Thế nhưng trong mắt huấn luyện viên Sarri, Ronaldo giờ đây lại như kẻ bị thay thế. Từ Lokomotiv Moscow đến AC Milan, siêu sao Cristiano Ronaldo đều không thể kết thúc trận đấu trong êm đẹp. Trận đấu với Lokomotiv Moscow ở Champions League, Ronaldo bị thay ra ở phút 82, còn trước AC Milan, CR7 thậm chí phải rời sân từ phút 55. Và cũng vì thế, phản ứng giận dữ của Ronaldo đối với nhà cầm quân người Italia là có thể hiểu được. Điều này dẫn đến một hành động khác của Ronaldo. Qua tiết lộ từ giới truyền thông, Ronaldo đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với ban lãnh đạo Juventus. Theo đó, CR7 muốn đội chủ sân Allianz chiêu mộ Paul Pogba. Trên danh nghĩa, Ronaldo cần Pogba trở lại Turin để thực hiện hóa giấc mộng Champions League, vốn được coi là sứ mệnh cao cả mà Ronaldo đang phải gánh vác. Tại sao Ronaldo phải nằng nặc muốn chơi cùng Pogba? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Paul Labile Pogba, sinh năm 1993, là một cầu thủ người Pháp gốc Juni. Hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Chân tiền vệ cao 1m91 này có một lối chơi pha trộn của một tiền vệ phòng ngự xuất sắc và không thiếu sự thanh thoát kiểu nghệ sĩ như Zinedine Zidane hay Andrea Pirlo. Một cầu thủ thiếu vẻ điển trai nhưng có thừa sự màu mè. Gary Ballister, cựu trung vệ xuất sắc của MU, từng nhận định rằng Paul Pogba có thể trở thành tiền vệ xuất sắc nhất thế giới nếu được bồi dưỡng một cách đúng đắn. Đường kiến tạo của Pogba cho Rashford hay pha dẫn bóng mang đến bàn thắng cho Daniel James, đó là Paul Pogba mà người ta muốn thấy. Nếu câu lạc bộ nào có thể nuôi dưỡng tài năng đó thì họ sẽ có một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, thậm chí có thể là người giỏi nhất. Ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, bất chấp việc chỉ góp mặt 30% tổng thời gian thi đấu của MU, nhưng tiền vệ người Pháp đã tung ra nhiều tình huống chọc khe nhất so với bất kỳ đồng đội nào. Số pha kiến tạo từ những tình huống bóng sống do Pogba cung cấp còn nhiều hơn cả tiền vệ người Scotland McTominay, dù rằng cầu thủ trẻ này có nhiều hơn anh đến 900 phút ra sân. Suốt thời gian gần đây, ít ai còn nhớ tới sự tồn tại của Pogba ở MU vì các tiền vệ trẻ như Andreas Pereira, McTominay ngày càng chơi chững chạc và chắc chắn. Tiền vệ Pháp nhận nhiều chỉ trích từ các cổ động viên trong năm nay và chỉ mới đá 6 trận cho Man United mùa này vì chấn thương mắt cá và đã không thi đấu từ đầu tháng 10 đến nay. Vai trò của Pogba đã dần bị thay thế. Bên cạnh đó, MU cũng tìm lại vị thế của mình khi hiện đã có 9 trận thắng, 7 trận hòa và thua 6. Để nay vươn lên vị trí thứ 5 với 34 điểm sau 22 trận và trở lại cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng có bao nhiêu cầu thủ trên sân có thể bật nhảy hay tất bóng được như Pogba? Bao nhiêu người sở hữu sự nhanh nhẹn và khả năng bứt tốc như vậy? Bao nhiêu người có thể sánh ngang số lần Pogba có thể qua người và thoát pressing? Và quan trọng nhất, bao nhiêu người trong số các tiền vệ được cho là tài hoa nhất thế giới bóng đá có thể so sánh ngang với thông số của Pogba? Xét một cách khách quan, có lẽ ít nhất mùa giải 2018-2019 là một năm thành công của Pogba. Cầu thủ nhận nhiều chỉ trích nhất sau kỷ nguyên Ferguson của Man United đã có 13 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Pogba là cây sân bàn hàng đầu của họ từ vị trí tiền vệ. Nếu nói con số này được tăng lên bởi những quả penalty thì anh cũng là người kiến tạo nhiều nhất với 9 lần. Thêm một số thông tin, hiện trong nội bộ MU có rất nhiều cầu thủ không muốn thấy Pogba quay lại thi đấu cho câu lạc bộ thêm nữa và muốn đội bóng nên bán tiền vệ này càng sớm càng tốt. Tương lai của Pogba vẫn đang là một dấu hỏi. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, Juventus và Real Madrid được báo giới Anh cho là có liên hệ với Man United về trường hợp của Pogba nhưng đều rút lui vì phí chuyển nhượng quá cao. Sau khi chiêu mộ được Eden Hazard, Pogba chính là mục tiêu số 1 của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên,
bến đỗ mơ ước của Pogba lại không phải là Real mà là mái nhà xưa Juventus. Ngôi sao 26 tuổi này đã có cuộc trò chuyện với tân huấn luyện viên Juve là Maurizio Sarri và tỏ ra háo hức với việc được sát cánh cùng Cristiano Ronaldo. Tuy chưa thể hiện được trong tháng 1 này, Juventus cũng đang làm tất cả những gì có thể để đem Paul Pogba trở lại từ sân Old Trafford. Và hơn ai hết, Ronaldo là người mong mỏi thương vụ này hoàn thành. Trong quá khứ, Ronaldo luôn có những ekip bơm bóng tuyệt hảo cho mình. Ở MU, Sir Alex thậm chí hy sinh Rooney để tiền đạo người Anh làm nền cho CR7 tỏa sáng. Ở Real Madrid thì có Gareth Bale, Benzema, Kroos, Marcelo, Modric hay Isco thì luôn hướng về Ronaldo trước khi nghĩ đến việc chuyền bóng. Ở Juventus lúc này, Ronaldo đang không có được điều đó. Dybala dần lấy lại vị thế người cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi. Tiểu Messi thường lựa chọn chuyền cho người đàn anh đồng hương Gonzalo Higuain thay vì Ronaldo. Các cầu thủ khác ngoại trừ Pjanic còn lại đều không tạo ra được nhiều đường chuyền chất lượng cho CR7. Ronaldo mới ghi 14 bàn tại Serie A và 2 bàn tại Champions League mùa giải năm nay. Siêu sao người Bồ luôn biết rằng Pogba dành cho mình sự ngưỡng mộ lớn lao và một chân chuyền siêu hạng như Pogba là điều Ronaldo đang cần. Có một cầu thủ bơm bóng tốt, Ronaldo hoàn toàn có thể tái hiện thành tích ghi bàn cự phách như đã từng với MU, Real Madrid hay đội tuyển Bồ Đào Nha. Pogba từng thành công với Juventus khi giành 4 Serie A và một lần vào chung kết Champions League trong quá khứ. Nếu về lại chốn cũ, tiền vệ 26 tuổi được kỳ vọng sẽ là nguồn cung cấp bóng hiệu quả cho Ronaldo. Hiện tại ở Juventus, chỉ Miralem Pjanic là làm tốt nhiệm vụ này và đó chính là lý do để Ronaldo cần đến sự hiện diện của Pogba ở đội bóng thành Torino.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.